Hello, rất là vui được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một ít về cái dòng đen rô nắng lá phát tài như các bạn nhé. Bữa trước mình có làm và nhập được một vài mấy trăm bảng cái loại đen rô này này, nhưng mà thấy cháy hàng và nhiều người có nhu cầu muốn lấy thêm thì hôm nay mình sưu tầm một chút ít. Trước mặt các bạn đó chính là ít đen rô nắng lá phát tài, các bạn nhìn thật kỹ nhé. Một bảng này thì thường thường có khoảng độ là có 3 thân, một thân sẽ dài là dài nhất đây này, em này sẽ là dài nhất này, thân rất là mập nhé. Mình đo thử xem nào, từ gốc lên ngọn này khoảng 20 cm nhé các bạn nhé. Đó thì ngoài ra còn có một thân này nữa, hai thân phụ nữa. Quan trọng nhất vẫn là cái bộ rễ đúng không các bạn, rất là đẹp ha. Một bảng này là bên mình bán với giá là 150.000 nhé các bạn nhé, chưa bao gồm phí ship vận chuyển. Mặt bông mình sẽ để ở góc màn hình này, cái chua này đó, các bạn ý ký bông và bông của cái loại đen rô nắng này có cái điểm hay đó chính là thường thường ví dụ như là đen rô nắng nhá, các em ấy có loại mà chỉ nó đột biến là lá nhưng mà nó không đột biến là bông, nhưng mà em đen rô nắng bên mình bán là đột biến cả lá này này, nó sẽ đột biến là cái vạch vàng này này và đột biến cả bông, các bạn để ý trên mặt bông ấy đấy, cũng có cái đột biến ở sọc cái bông ấy. Thế nên vì vậy mà so với những dòng khác là em này đột biến cả lá và đột biến cả bông, đấy là một điều rất là đặc biệt và hiếm nhé. Mặt bông là màu ngọc bích nhé các bạn này, xanh ngọc bích ấy, lá rất là đẹp. Nhiều người bảo rằng là bạn cố gắng chọn cho mình cây này đẹp đẹp một chút xíu, thì bên mình cây nào hầu như cũng giống nhau hết này. Này, này cây này cũng thế này, đó đó các bạn thấy không? Gần như là giống nhau à. Đó. Các bạn có thể đặt hàng qua tin nhắn hoặc là có thể là qua Zalo nhé, nhưng mà thường thường qua Zalo thì tốt hơn, chúng ta còn gửi hình ảnh cho nhau đó mà. Đó các bạn thấy này, đó. Kích cỡ giống nhau à, 20 cm, các bạn thấy cái góc này đó. Dòng này mà khi mà các em ấy, chủ yếu là em mới đặc biệt nhất là cái lá này nè, đấy lá phát tài này, các bạn mà sưu tầm em này về trồng trong năm là gia đình sẽ được luôn phát tài phát lộc. Đây các bạn thấy này, khi mà cây chưa ra bông chúng ta chủ yếu là chơi lá đó, đấy cũng vậy này các bạn thấy, đấy cũng vậy này, lá phát tài này. Đó và mình sẽ quay chi tiết bộ rễ của em này đó. Cây nào cũng đều đều gần như giống nhau rồi đó. Đó rễ rất nhiều à. Các bạn nhanh tay để đặt hàng giúp mình nhé. Đó lá phát tài rất là đẹp, đen rô nắng. Em này có một mùi thơm nhẹ, mùi thơm nhẹ dễ chịu các bạn nhé, và đặc biệt rất là dễ sống, dễ chăm. Bản thân những cái dòng mà đen rô đấy các bạn thì thường thường là rất là dễ chăm các bạn ạ. Hương thơm và sai bông nhé, để họ ra hoa quanh năm suốt tháng à. Cây nào cũng giống như cây nào thôi, không có gì khác biệt. Để mình lấy test thì một em bên trong ạ. Đó em bên trong cũng vậy à, lá rất là đẹp, lá phát tài rất là đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.